Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Vốn lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng mới, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì bên shop có một số mã hàng thanh lý nhá, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới quý các bác anh chị và các bạn. Sản phẩm đầu tiên đó là bên shop cầm anh cái biển vào đây tí. Còn một ít cái máy sấy tóc hàng của thương hiệu Toshiba nhé, hàng của Toshiba. Công suất của nó sẽ là 1800W. Con này thì điện của nó chạy rất là khỏe luôn con này. Đây. Đấy, máy chạy rất là khỏe luôn và nóng rất là nhanh nhá. Nóng rất là nhanh luôn các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, máy chạy rất khỏe, nóng rất là nhanh. Đó. Con này thì bên shop còn có 2 con nữa thôi. Đấy, em dọn kho còn có 2 con nữa. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho bác, giá chỉ có cho các bác là 95k cho một con máy sấy tóc Toshiba này các bác nhá. Đó. Hàng thương hiệu Toshiba, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con này thì chạy khá là mạnh luôn các bác nhá. Đó, chạy khá là mạnh luôn. Đây nó sẽ có hai công tắc này. Công tắc này thì là bật gió này và công tắc này là bật nguồn này. Nguồn thì nó cũng có hai nấc, nguồn 1, nguồn 2 nhá. Đấy, gió thì nó cũng có hai nấc luôn. Đó. Giá thì con này thì dây dài khoảng trên 1 mét nhá. Đó. Hàng thì rất là chất lượng cho các bác luôn, rất chất lượng các bác nhá. Đó, của thương hiệu Toshiba. Đó, hàng rất là chất lượng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 95 cành thôi. Các bác lên cho em là máy sấy tóc Toshiba nhá. Máy sấy tóc này, đó, máy sấy tóc Toshiba. Giá sẽ là 95k một chiếc như này. Công suất của nó sẽ là 1800W nhá, 1800W và điện là 220V nhá. 220V và giá sẽ là 95.000. Đó, 95.000. Có màu đỏ, màu đen này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Có hai màu, màu đỏ và màu đen như này, Toshiba các bác này. Đó, đây. Logo của Toshiba các bác này. Đấy. Còn tiếp theo thì bên shop còn cũng còn một ít cái máy của Philips nữa các bác nhá. Cái Philips con này thì công suất của nó sẽ là 3000W nhá, hàng của thương hiệu Philips đây. Công suất của nó sẽ là 3000W. Con này thì to hơn một chút. Đấy. Công suất của nó là 3000W thì con này công suất lớn hơn. Đây con này. Đây các bác nhá. Đấy, con này thì công suất mạnh hơn. Đấy. Và có con này thì nó có thêm cái đèn để khử khuẩn nhá. Đấy, có cái đèn khử khuẩn như này. Đấy. Đây, có đèn xanh khử khuẩn nhá. Đó, diệt khuẩn luôn. Đó, con này cũng rất là khỏe luôn. Con này thì giá bên shop cũng thanh lý cho bác, giá sẽ là 130.000 nha, 130.000. Đấy, con này thì có lên cho em là máy sấy tóc của Philips nhá, máy sấy tóc của Philips này. Philips giá thì sẽ là 130k nhá, 130k, điện 220V này. Công suất của nó sẽ là 3000W nhá, 3000W đó. Điện 220V, công suất là 3000W, giá sẽ là 130k nhá. Còn con kia chỉ có 95.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái đuôi điều khiển nhá, đuôi điều khiển giá của nó sẽ là 80.000 và không có pin nhá, không có pin. Thì nó sẽ là một con đuôi như này các bác này, một con đuôi như này. Đó, kèm thêm cho các bác là một đuôi và một điều khiển. Đấy, một đuôi một điều khiển. Có giá đỡ cho các bác luôn, có giá đỡ cho các bác luôn. Đó. Về nhà thì các bác xoáy vào cái đuôi này cho em này, xoáy vào một cái đuôi bóng bình thường. Sau đó thì các bác xoáy bóng đèn và điều khiển công tắc là xong. Đây, em sẽ thử cho các bác xem luôn. Đây ví dụ như đây là nó sẽ có một cái đuôi sẵn rồi. Bóng nhà bác thì bóng nào cũng có đuôi rồi, thì về nhà các bác thì cần cấp điện vào cái đuôi cho em này. Sau đó thì xoáy con đuôi này vào này. Đấy. Xoáy cho em con đuôi này vào. Đó, xoáy con đuôi này vào. Đó, sau đó thì các bác xoáy các cái bóng cần điều khiển vào đây. Đấy, ví dụ mình cần tắt bật quả bóng nào thì mình xoáy vào đây. Đấy. Sau đó thì các bác bật cho em này. Đấy, bật lên này. Đấy, tắt đi các bác nhá. Đó. Thì nó rất là tiện dụng cho các bác luôn. Đó. Đây. Đây các bác này, nó rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là tắt bật bằng điều khiển này, nó rất là tiện này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, tắt đi này. Đấy, tắt đi này. Bật lên này, rất là tiện nhá. Hiện giờ 15 phút này. Đó. Tắt đi này, hiện giờ 30 phút này. Đó, hiện giờ 60 phút nhá. Đó, nó sẽ có đây hết cho các bác, về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Combo của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một đuôi đèn này, một đuôi đèn, một giá đỡ và một điều khiển không kèm pin nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 món như này. Đấy, một đuôi đèn, một cái giá đỡ để dán cái điều khiển vào tường này. Đấy, và không kèm pin nhá. Cái có chế độ hẹn giờ là tắt bật này và 15 phút, 30 phút, 60 phút nhá. Giá sẽ là 80k. Lên trên là đuôi đèn điều khiển, giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bỏ tranh cái võng xếp rồi. Bên shop về cho bác cái lô võng nhá. Thì nó sẽ có hai mẫu, đó là một cái mẫu là võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù quân đội Nhật thì nó sẽ là đây. Đấy, nó sẽ là một cái dạng võng dù như này, gấp gọn. Nó chỉ bằng bắp chân thôi. Đấy, rất là gọn luôn, bằng ống đồng chân thôi, rất là gọn. Và có sẵn dây như này con này. Hàng của quân đội Nhật cực kỳ là chất lượng xịn sò luôn. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một võng như này, kích thước của nó vào khoảng là 1 mét
mới 8 đến 2 mét nhá, chiều dài là khoảng từ 1m8 đến 2 mét, nếu mà tính cả cái phần dây này thì khoảng 2 mét rưỡi. Tính cả phần đầu dây này khoảng 2 mét rưỡi này. Đó, và chiều ngang của nó là khoảng 80 cm. Đấy, 70 đến 80 cm, chất liệu của nó là vải dù bền vĩnh cửu luôn, siêu thoáng luôn các bác nhá. Đấy, lên cho em là võng quân đội Nhật nhá, võng quân đội Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 cành, và lên cho em là võng quân đội Nhật nhá. Võng quân đội Nhật này, đấy, võng quân đội Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k cho một cái võng như này. Rất là tiện luôn nhá, 100.000 thôi. Các bác có thể dùng để đi du lịch, đi chơi, đi phượt này. Đây, dây dạ của nó đây. Rất là ngon lành cành đào luôn nhá. Dây dạ đây, rất là ngon lành cành đào luôn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn nhá. Một cái con võng như này giá chỉ 100 cành thôi. Ngoài ra thì nó sẽ có dây dù như này để cho các bác mắc võng này. Đấy. Con này thì nó to lắm. Đấy, các bác nằm 2-3 người thoải mái luôn. Đây. Đấy, khổ nó cũng khá là to này con này. Rất là rộng luôn, màu sắc thì rất là đẹp. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái võng xếp hàng cao cấp nhá. Võng xếp cao cấp hàng của thương hiệu đây. Đấy, võng xếp cao cấp này, hàng của thương hiệu Phương Liên nhá, Phương Liên. Đây. Đấy. Nó sẽ là hai lớp như này. Hai lớp cước dù như này nhá, hai lớp cước dù nằm thì siêu thoáng luôn và siêu bền luôn các bạn. Đây. Chiều dài của nó thì nguyên cái phần này nó vào khoảng là 60. Còn nếu mà kéo rộng ở giữa này thì nó ra khoảng là 80 nhá, ra khoảng 80. Đấy. Và nó sẽ là hai lớp như này. Cái này thì cũng bền vĩnh cửu luôn, thoải mái các bác sử dụng, rất là bền đẹp và chắc chắn. Giá thì sẽ là 150.000. Đấy, các bác lên cho em là võng xếp nhá, võng xếp. Giá của nó sẽ là 150k. Đó. Lên mã giúp cho em là võng xếp này. Võng xếp giá của nó sẽ là 150k cho một cái võng xếp như này. Đó, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về các bác là sản phẩm đó là cái đèn mang sông nhá, đèn mang sông. Đó, một con đèn rất là đẹp như này. Đấy thì tông màu của nó thì lô này về cái màu rất là đẹp luôn này. Đấy, một cái màu xanh quân đội, hàng rất là đẹp này. Đấy. Con này thì các bác có thể xoáy ra để mình có thể là sử dụng pin. Thì đây nó sẽ có sẵn một quả pin 18650 rồi. Về nhà các bác có thể thay pin, nếu như pin nó dùng lâu nó hỏng thì các bác có thể thay. Đấy, còn về nhà thì nó sẽ tặng kèm các bác một cái dây sạc rồi. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đây, đấy, cắm vào đây. Đấy, có sẵn dây sạc luôn các bác, chỉ bật lên như này. Đó. Một cái ánh sáng vàng rất là đẹp luôn nhá, ánh sáng vàng rất là đẹp luôn. Các bác có thể dùng để deco trang trí này, đây. Đấy, cho nhỏ đi tắt đi này, bật lên này. Đó. Con này thì tất cả của nó là bằng nhựa hết nhá, bằng nhựa nhưng mà nó làm rất là chắc chắn luôn. Con này thì rất là đẹp. Đó, các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước này, hoặc là dùng để deco trang trí này, hoặc là gia đình có công có việc này các bác có thể bật lên này, hoặc là các bác có thể để trang trí trên ban thờ cũng được, rất là đẹp. Có dịp lễ Tết các thứ mình bật lên cho em. Đấy, cái không khí nó rất là trang nghiêm ấm cúng nhá. Đó, đây. Đấy, ánh sáng đỏ rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 140.000 nhá. Lên mã giúp cho em là đèn mang sông nhá, đèn mang sông. Giá của nó sẽ là 140k cho cái con đèn mang sông như này. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn mang sông, giá sẽ là 140k. Đó. Qua lên cho em là đèn mang sông nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là đèn mang sông này, đó. Đèn mang sông. Mang sông giá của nó sẽ là 140k cho một con đèn mang sông như này nhá, 140.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nike của Nhật nhá. Đây, tất của Nike của Nhật. Bên shop về thì nó sẽ có màu đen và màu ghi. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái hộp 5 đôi như này. Một hộp tất 5 đôi như này giá của nó sẽ là 85.000. Đấy, các bác lên cho em là tất 5 nhá. Đấy, tất 5. Đấy, lên cho em là tất 5 đen này. Đấy, tất 5 đen. Đấy. Lên cho em là hộp tất 5 đen nhá, hộp tất 5 đen. Giá của nó sẽ là 85k trên một vỉ 5 đôi nhá. Một vỉ này có bao gồm là 5 đôi. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Hàng rất chất lượng luôn. Đấy, chân cổ của nó thì cao khoảng là 10 phân nhá. Co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi nhá. Rất là dày dẫn chắc chắn luôn, hàng của thương hiệu Nike đó. Các bác đi cái dòng này thì bền vĩnh cửu luôn nhá, bền vĩnh cửu luôn. Cực kỳ là chắc chắn cho các bác nhá. Đó. Dày dẫn chắc chắn, đẹp ngon lành. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp như này. Bên em bán theo hộp nhá, nó sẽ có màu đen và màu ghi, hai cái màu cực kỳ là sạch sẽ luôn. Đó. Hai màu rất sạch sẽ như này. Hộp 5 đôi. Đấy, có màu đen và màu ghi nhá. Đấy, lên cho em là hộp tất 5 màu đen hoặc hộp tất 5 màu ghi, giá sẽ là 85.000. Đó, 85.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đấy, đây sẽ là một cái vòi hoa sen cực kỳ là chất lượng cho các bác này. Đấy. Vòi sen cực kỳ chất lượng, tông màu của nó sẽ là màu đen như này. Đấy, con này dùng nóng lạnh thoải mái luôn. Có chế độ điều chỉnh nước ở đây nhá. Có 4 chế độ điều chỉnh nước này. Có chế độ đóng ngắt trên tay nhá, đóng ngắt trên tay.
Và ưu điểm của con này thì các bác dùng để mình kỳ cọ massage được luôn nhé, rất là tiện luôn. Nó sẽ có cái đầu cao su mềm như này, đầu cao su mềm như này nhá. Đấy, để các bác dùng để kỳ cọ massage rất là tiện nhá, rất là phê luôn các bác này. Massage đấy, massage rồi kỳ luôn các bác nhá. Đó, giá sẽ là 130.000 nhá. Đấy, và có dây đây, có dây dài như này. Dây dài chắc là vào khoảng là một dây này thì chắc là dài vào khoảng là trên 1 mét tí các bạn. Đấy, dây dài khoảng trên 1 mét một tí, khoảng 1 mét 3 mét rưỡi gì đấy. Các bác xoáy vào đây cho em. Đó, con này dùng nóng lạnh thoải mái nhá. Đấy, nó bằng nhựa thôi nhưng mà nó rất là chắc chắn, nhựa chịu nhiệt nhá. Đấy, nhựa chịu nhiệt rất là tốt luôn. Đây, điều khiển ở đây. Đấy, về nhà các bác chỉ cần kết nối với cái đầu sẵn nhà mình là xong, đã có gioăng sẵn ở đây rồi. Đó, lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá, sen cao su. Giá của nó sẽ là 130.000. Sen cao su này, giá sẽ là 130k nhá. 130k cho một cái sen cao su như này. Đây, em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này, đó, các bác theo không? Đây, cái đầu vòi của nó đây. Đấy, các bác dùng để khi tắm thì mình có thể kỳ cọ massage này. Và rất là nhiều chế độ xịt khác nhau nhá. Đấy, các bác theo không? Rất là thích luôn. Đấy, đầu vòi của nó này, các bác theo không? Đây. Đấy, rất là sướng luôn, dùng để tắm rửa kỳ cọ massage này. Rất là thích các bác nhá. Đấy, các bác theo không? Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Có thể điều chỉnh rất là ngon lành luôn, các chế độ luôn các bác nhá. Đó, rồi ok.